Dạ hello, xin chào tất cả mọi người, xin chào tất cả các bạn, xin chào tất cả cô chú anh chị nha. Thì trong lúc này, trong lúc mà coi như là Hồng Loan đi lưu diễn nước ngoài đó cả nhà, thì ở nhà nó xảy ra rất là nhiều thứ mà coi như là chúng ta thấy rằng là rất là buồn ha cả nhà. Thứ nhất là thằng Thám Tử Cao nó lên nó đâm nó thọt nó mơi nó móc nó làm đủ trò đủ chuyện hết, hồng mong mong là chia rẽ mọi người, chia rẽ coi như là không có cho mà coi như là bảo vệ Hồng Loan nữa cả nhà, thấy không? Mục đích của tụi này là nó đã bắt tay chính thức với bà Sáu rồi, tại vì cơ bản chúng ta thấy rằng là nó ăn đơn của bà Sáu đó, nó ăn cái lá đơn của bà Sáu, thì cho nên cả nhà bây giờ nó phải lấy công chuộc tội thôi. Nguyên tắc của tụi nó phải lấy công chuộc tội cả nhà, hiểu không? Bởi vậy á thì nó bắt buộc là phải gì cả nhà, bắt buộc á thì quay xe với Hồng Loan, mà quay xe từ từ, nó đang dọ tình hình quay xe coi từ từ có như thế nào ra làm sao. Rồi trong thời gian sắp tới á cả nhà sẽ thấy rằng là một cái cuộc quay xe rầm rộ quay xe một cách rất là rầm rộ nha cả nhà, cực kỳ rầm rộ luôn. Thì mình cho rằng bởi vì trong cái thời điểm này nó cũng rất là giao mùa chín mùi, bởi vì có những cái sự thử thách, vì tụi này nó cho rằng là nó thử thách Hồng Loan là coi như có vượt qua cái ải của tụi nó hay không, thấy không? Rồi nhưng mà thật sự ra Hồng Loan thì đã biết hết cái bộ mặt thật của tụi nó, bởi vì rất là nhiều anh em nói, rất là nhiều anh những nhiều người mà bên cạnh Hồng Loan đều cho là cái lời khuyên là phải nhìn kỹ lại chỗ ông Thám Tử Cao, chỗ những con người mà ngày đêm ha, ngày đêm coi như là lên kế hoạch coi như là để coi như là tiếp cận Hồng Loan để có những cái thông tin chính xác nhất nhận, nhưng mà cuối cùng thì bên phía Hồng Loan không có tiếp nhận, luật sư dỏm, thì đâm ra tụi này nó cay, cho nên là nó kiếm đủ trò đủ chuyện đủ thứ chuyện để cho mà là nó làm. Vì thì mình mà nói với nhau một điều như thế này cả nhà, tụi này mục đích cuối cùng của tụi nó là gì cả nhà, cũng là tiền thôi, làm tất cả cũng vì tiền đúng không? Nhưng mà tụi nó lên mạng á, tụi nó thánh thiện lắm, tụi nó nói chuyện là chúng tôi là đến với bạn là miễn phí, chúng tôi là hoàn toàn coi như là miễn phí, chúng tôi không có thế này, chúng tôi không có thế kia, chúng tôi không có thế nọ, cho nên á là nó ma mị khán giả của Hồng Loan một thời gian rất là dài, đâm ra họ cứ nghĩ rằng á là những con người này á là thánh thiện đàng hoàng. Nước cốt nhỏ đường trị đau lưng nhức mỏi đau xương khớp tê bì chân tay thần kinh tọa ha, cực kỳ tốt cho sức khỏe luôn ha. Còn đây là rượu xoa bóp và bông gân chặt tay chặt khớp xương khớp rất là tốt cho người già ha, ai cần liên hệ số màn hình nha quý vị. Mang cái bộ mặt coi như là lịch sự nữa đó, thì đâm ra là cứ nghĩ rằng là nó đàng hoàng, cho nên là mọi người đã vội vàng tin nó. Nhưng cái nhà đâu có biết rằng cái tụi này là cái tụi mà lưu manh mà giả danh trí thức đâu cả nhà. Sống ở trên đời á mà hả, cái kiểu mà sống ở trên đời này mà cái kiểu mà coi như là hả, cứ nghĩ mình á là đàng hoàng, nhưng mà cái quá khứ của mình nó nhơ nhuốc cả nhà. Cái quá khứ của mình á là đủ thứ chuyện đủ thứ trò nhưng mà không có thoát được, bởi vì con người nó hình thành là những cái gì cả nhà, nó hình thành là những cái mà cái tính, cái đức tính của con người nó quan trọng. Tới thời điểm này cả nhà thấy rằng là Thám Tử Cao nó làm được cái chuyện gì tốt ngoài ra cái chuyện mà nó đi đánh phá kênh của người khác, đi đạp đổ chén cơm của người khác, nó biết nó bưng cơm lên nó ăn, nó vô nó bóc nó soi nó mói người tới cái đáy quần người ta nó cũng soi nữa đúng không? Thì người khác khi soi lại nó đó thì nó cảm thấy nó cay, bởi vì người ta soi đúng quá, người xa soi đúng trọng tâm nó thì nó cay, nó không chịu được cái cảnh đó cả nhà, nó không chịu được cái cảnh đó, cho nên nó rất là cay. Biết làm sao bây giờ đúng không? Biết làm sao bây giờ, bắt buộc người ta phải nói, người ta không nói không được, mà khi người ta nói á thì nó cho rằng là hả, người ta nói không đúng sự thật về nó, cả nhà thấy không? Những người bạn thân thích của nó, chính những người bạn thân thích của nó lên tiếng mà nó không chịu, nó nói là những người đó nó không hề quen biết những người đó, mà trong khi đó là cộng đồng mạng, nếu ai theo dõi trend Thiền Am đều biết cái sự việc rằng là sống vì cộng đồng gọi thường còn gọi là biết channel đó,
là còn mà coi như là lên nhà nó quay phim chụp ảnh, cái lúc nó không có ở nhà rất là nhiều như thế, mà một hai nó không đồng ý rằng là nó là cái người mà coi như là quen biết với Big Channel, thì cả nhà thấy rồi, cái bản chất lương lẹo của nó không thay đổi được, cả nhà thấy không? Bởi con người của thằng này á, thấy không? Bởi con người của thằng này, tại sao tôi vẫn nói đi nói lại nói đi nói lại, nó nên sống phải có đạo đức chứ nó không nên sống mà cái kiểu mà bá dơ của nó, cả nhà hiểu không? Mình sống ở đời mình nói không lại người ta, cái mình dù dùng mưu hèn kế bẩn, mình phải có những cái lời nó thuyết phục người khác, đúng không cả nhà? Khi Hồng Loan đi ra bên ngoài thì ở nhà xảy ra những sự cố nào cả nhà? Đi đánh phá kênh người khác, đi chọc máy kênh người khác, đi làm đủ trò đủ chuyện hết kênh người khác, đúng không? Vậy thì cái tư cách gì, cái tư cách gì mà để nói người khác, đúng không cả nhà? Kênh Chí Cảnh thì bây giờ cũng bị nó đánh lên bờ xuống ruộng rồi, lang thang đường phố rồi, Thanh Nguyên rồi, thậm chí là coi như là cháu trai đồng bằng nữa chứ, đúng không? Rất 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 là nhiều người bị. Vậy thì mình sòng phẳng với nhau đi, mình nói thẳng nó thật đi, mình dơ thì mình chịu, mình dơ đi thám tứ cao, có đâu mà sợ mang tiếng mang tai, sợ này sợ nọ, sợ cái gì mà sợ, có gì đâu sợ, đúng không? Có gì đâu sợ, người ta nói đúng sự thật gì mình mà có gì đâu sợ. Trước đây có không, có đi bị tạm giam hai mấy ngày không, rồi nói dốc cộng đồng là bị viêm amidan không, có không? Có giấu cái thùng CPU ở ngoài vườn đâu không, có không? Có, người ta mới nói sống vì cộng đồng, sẵn sàng đối chất kìa, đối chất đi, đối chất đi, trời ơi quá dở. Sống ở đời cái nghĩ mình là ma mị được người khác cả nhà, nhưng mà mình không nghĩ rằng là người ta sống bằng những cái sự thật, thấy không? Chi cảnh mà đi quơ quýnh quơ kênh kiểu đó là thôi lại luôn, thua mấy ngày sao mà sống trên đời này sống thọ được, đúng không cả nhà? Đánh phá kênh người khác, đạp đổ chén cơm người khác, đúng là cái thứ mà chỉ có bẩn bựa nó mới làm chuyện đó thôi, chứ còn người đàng hoàng hay đi làm những cái chuyện đó làm gì cả nhà, đúng không? Mình nói mình phải thuyết phục được người khác người nghe đó, còn làm cái chuyện thiền am đó, chính thầy ông nội đã chửi vô án mặt nó, mày là thằng phản phúc, rõ ràng chửi rõ ràng luôn, mày là thằng phản phúc không sai tí nào luôn. Rồi kết quả thì sao nè? Trời ơi, kết quả thì không phải rời thiền am, rồi xong bắt đầu là ra ngoài la làng nó rằng là mình là đã nằm gai nếm mật trong thiền am, nó nắm hết bí mật của thiền am vân vân ngoài mây, coi như là lật mặt với thiền am. Trời đất ơi, cái chuyện khó gì cũng làm được nữa. Thì cái chuyện đó sắp tới nè, nó sẽ áp dụng với Hồng Loan nè, nó sẽ nói rằng tôi đã tiếp cận được Hồng Loan, tôi đã nắm được những cái thâm cung bí sự, những câu chuyện đời tư, những câu chuyện mà cha con huyết thống gì đó, nó sẽ làm cho quý vị xem. Quý vị chờ xem đi, Hồng Loan chưa yên với tụi nó đâu, dễ gì mà yên, đúng không? Hồng Ni cũng vậy, chưa yên thân tụi nó đâu. Trời ơi, tụi này mà nó nói rồi á, là đố Hồng Ni đối với Hồng Loan mà ú ớ liền, chỉ có lên mà lên huyết áp thôi chứ làm gì tụi nó. Tụi nó đã nắm thóp rồi, vạch nó thì vạch ngay và luôn, đừng để nó coi như là nó thêm nhiều cái bằng chứng nữa. Tụi này là những kẻ mà chuyên mà coi như là viết mà những cái bài để hòng kích bác người khác, mà nó có kinh nghiệm rồi, nó qua mấy cái drama, nó qua mấy cái trend rồi cả nhà, cho nên là nó có kinh nghiệm ghê gớm lắm, đúng không? Cho nên là mình phải tin tin những người này. Sống ở trên đời này á, cái bản chất nó không thay đổi được đâu, bản chất là bản chất không thể nào thay đổi được. Cả nhà hỏi em vì sao, vì em khẳng định với cả nhà một điều rằng là vì bản chất nó nằm ở trong tiềm thức,
nằm ở trong con người của nó rồi, nó không thể nào nó thay đổi được. Nó phản xạ, nó sẽ phản xạ như vậy, thấy không? Con người mà không có đạo đức mà sống ở đời mà trời đất ơi, toàn là đi lừa mị ma mị khán giả không, đi lừa đảo khán giả không à? À, nó vô nó nuôi bệnh con nó mà nó nói là nó bệnh rồi, giờ nó ngã bệnh rồi, khán giả lo lắng chứ. Khán giả nói rằng là trời ơi, nó là cái người thế này thế kia mà giờ nó đổ bệnh thì giờ phải làm sao, tội nghiệp nó này kia vân vân và mây mây. Thôi tội nghiệp nó chứ đó, rồi tới sau cùng là gì, nó đi giải cứu khoai lang. Cả nhà nhìn đi, đi giải cứu khoai lang mà uổng cái người mà giải cứu khoai lang chung cho nó phải quay lại bóc phốt nó rằng là nó giải cứu như thế nào đó, mà cái khoai lang mà trên lệch giá quá trời đó. Rồi thêm cái nữa, rồi những cái mà thằng này nó làm nó ghê gớm, nó không biết bao nhiêu là chuyện, thì cả nhà cứ gom lại. Một ngày nào đó đó, tôi rảnh tôi sẽ nhờ anh em bên Thiền Am họ gom lại nguyên cái bộ sậu, nguyên cái câu chuyện của thằng này nó làm từ trước tới giờ, để mình gom lại mình kể cho mọi người nghe về cái bản chất của thằng này. Thì cô chú anh chị sẽ từ đó mà nắm rõ thằng này, sẽ bớt tin nó lại. Tin nó là đi bán bánh in liền, tin ai là tin tám thứ cao thì để bán bánh in chắc luôn. Nó không có gì thật hết hả, không có gì thật hết thì làm sao mà cái vị tin nó được, đúng không? Không có gì thật hết. Bản chất của tụi nó lương lẹo ma mảnh, thấy không? Chuyên dựng chuyện để coi như là vu khống người khác, cả nhà hiểu không? Chuyên dựng chuyện vu khống người khác, rồi bắt đầu người khác khi mà nói nó thì bắt đầu là nó quay quanh đánh kênh, nó coi như là nó tìm cách coi như là bịt miệng bịt mồm người ta lại. Ai hỏi vậy đâu, thằng này nói vậy mà bản chất của nó không thay đổi được đâu, nó không khác hơn được, nghe không? Những người yêu quý Hồng Loan thì tới thời điểm này thì nó cũng đã đâm nó chọt, nó phá nó phách, nó làm đủ trò đủ chuyện hết những người đó rồi. Thì quý vị biết rằng là những con người này, những con người này hàng ngày hàng giờ bảo vệ Hồng Loan, ủng hộ Hồng Loan, nhưng mà ruột là đối với trong mắt tôi nói là cái gai, đối với cái trend nào tụi nó không phải là làm trùm, đối với cái trend nào tụi nó không phải làm cha thiên hạ má thiên nhiên, tụi nó mới giữ dằn được cả nhà, đúng không? Đó. Đó cho nên là tôi chỉ khuyên cả nhà đừng có tin, đừng có ấy gì vậy. Cái loại người như tụi nó vô dislike đi ra không nói nhiều, xong thế là xong. Mày nói chuyện mày dở quá, mày không đáng để xem, cút, thế là xong, đúng không cả nhà? Nói chung là trưa hôm nay thì truyền tải với mọi người như vậy. Thì cảm ơn cả nhà rất là nhiều nha. Cô chú anh chị nào chưa đăng ký kênh hãy đăng ký kênh, cô chú anh chị nào đăng ký kênh rồi thì cũng cảm ơn rất là nhiều, bấm like bấm chia sẻ giúp em, cảm ơn cả nhà rất là nhiều nha. Nước cốt nhậu đường trị đau lưng nhức mỏi, đau xương khớp, tê bì chân tay, đau thần kinh tọa, cô chú anh chị ha, ai cần thì liên hệ trên số Zalo màn hình của bánh mì ha. Cái này là cực kỳ tốt, đây là sản phẩm nhà em làm nha, yên tâm về chất lượng ha. Đau lưng nhức mỏi, đau xương khớp, tê bì chân tay, đau thần kinh tọa, cực kỳ tốt ha, cực kỳ tốt. Trong uống ha, đây là uống, đây là nước cốt nhậu, nó hương vị của nó là chua chua ngọt ngọt, rất là dễ uống. Còn đây, đây là cao so bóp, sản phẩm mới của gia đình à, cái này là cũng là sản phẩm gia truyền nha. Này là rượu sao bóp ha, bị chật khớp nè, rồi bong gân nè đó, những người mà bị coi như là thể thao, chơi thể thao mà bị bong gân này kia cái nọ, hay qua là phù nề sưng rồi đó, thì sức cái rượu gia truyền này là cực kỳ tốt nha, cực kỳ tốt luôn, tan máu bầm cực kỳ tốt ha. Ai cần thì cô chú anh chị cứ mạnh dạn nha, một chai của nó là 135.000, 135.000 bao ship toàn quốc ha cô chú anh chị đó. Sản phẩm nhà em tự nói chung là gia truyền nha, sản phẩm gia truyền ha, rượu sao bóp ha. Còn nước cốt nhào là 300.000 ha, cũng bao ship toàn quốc luôn đó, cũng bao ship toàn quốc luôn, coi như là trị đau lưng nhức mỏi, đau xương khớp, tê bì chân tay, đau thần kinh tọa. Một chai này, một chai nhào là 300.000, còn chai rượu sao bóp 135.000 cũng bao ship toàn quốc luôn nha cô chú anh chị. Anh chị nào có nhu cầu thì cứ liên hệ số Zalo trên màn hình nha. Rồi một lần nữa xin cảm ơn quý vị, hẹn gặp lại.